tên là Nguyễn Thị Lan Hương ạ. Em tên Tuấn Anh. Tụi em quen nhau cách đây 11 năm rồi. Em nhìn anh này anh xấu lắm, vừa xấu vừa đen vừa mụn nữa. Anh này không có lòng cho mắt em. Còn bé trai thì ấn tượng như thế nào vậy? Dạ có chứ chị, ấn tượng dữ lắm. Vừa lùn vừa xấu mà vừa đen nữa. Em phát hiện anh này anh bắt cá hai tay. Thì bữa đó ngày 14 tháng 2 cái ảnh rủ em ra quán, rồi rủ luôn cô đó theo, bắt đầu thú nhận trước bình minh. Em ức ở trong lòng lắm, hai người quen nhau được tới một năm lận mà em buồn vậy lắm. Ảnh có cái tật vậy nè chị, bạn bè của ảnh á là con gái là ảnh cứ chụp hình ảnh có thích ôm eo vô hết bài. Tại sao em lại dễ dãi cho người ta như vậy? Em tên là Ngô Hoàng Thùy Trâm. Em là Công Bình. Hai tụi em làm chung trong một công ty. Thấy ấn tượng cái bàn tay như bàn tay con nít vậy đó. Đúng. Nhìn nó mẫm mỉm. Cái khoảng thời gian đó thì ở nhà của em á, điều kiện kinh tế rất là eo hẹp. Em cũng mới vừa ra trường đi làm. Mẹ với lại ba thì cũng thấy hoàn cảnh như vậy, cũng khuyên em sau nhiều từng cũng trăn trở. Thì em nói là chia tay. Ngay từ ngày đầu quen nhau em cũng nói là ngày xưa em bị người yêu chia tay á, là vì người đó cũng nói với em cái câu là anh không có mang lại được hạnh phúc tới cho em. Em nói em ghét cái câu đó lắm. Mai muốn hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Ngay cái hôm chia tay á là nói đúng câu đó với em.